Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời các bạn xem bản tin. Bí vốn, VinFast buộc phải tìm đến kênh môi giới đầu tư với mức phí cao. Ngày 22 tháng 2, trên trang Facebook cá nhân của nhà giáo Kim Văn Chính có bài VinFast tìm cách huy động vốn từ các giới siêu giàu trên thế giới. Thời báo chấm giới thiệu bài viết này đến quý khán thính giả nội dung như sau. Thứ nhất, tình báo chí. Thông qua đối tác, VinFast muốn thu hút những nhà đầu tư siêu giàu, những người có tài sản ròng cực cao, Tờ Deltris Asia cho biết, nhà sản xuất xe điện VinFast đang tìm cách liên kết với các family offices, văn phòng gia đình, công ty tư vấn quản lý tài sản tư nhân, phục vụ các cá nhân có tài sản rộng cực cao. Và lĩnh vực Alternative Assets, giới đầu tư tài sản thay thế là sản phẩm đầu tư độc đáo như tác phẩm nghệ thuật, rượu vang, đồ cổ. Và đây là hình tế tệ trên Facebook cá nhân của nhà giáo Kim Văn Chính. Theo hồ sơ gửi cơ quan quản lý doanh nghiệp và kế toán Singapore, VinFast đang cố gắng tiếp cận nhóm nhà đầu tư tiềm năng kể trên, thông qua quan hệ đối tác với Ford Family Office có trụ sở tại Mỹ. Thỏa thuận giữa hai bên nhằm mục đích tận dụng các văn phòng gia đình, nhà đầu tư là những cá nhân có tài sản rộng tổng cộng giá trị cực cao để tạo ra một nhóm khách hàng tiềm năng, sẵn sàng chi tiền cho VinFast, hồ sơ viết. Theo đó, Ford sẽ giới thiệu VinFast trong cộng đồng Alternative Assets và các Family Offices thông qua hơn 100 sự kiện hội thảo trực tuyến mỗi năm. Trong văn bản gửi kèm hồ sơ Ford cho biết, để thu hút thành công các family offices, đòi hỏi doanh nghiệp hợp tác phải xây dựng thương hiệu mạnh và tự phát triển các cuộc đối thoại trực tiếp. Trong một tuyên bố với Dell Asia, tập đoàn mẹ của VinFast là Vingroup nói rằng, việc hợp tác với Ford nhằm mục đích khuyến khích đầu tư vào VinFast. Và đây là hình cổ phiếu VFS của VinFast ngập sắc đỏ tại thời điểm đóng cửa phiên giao dịch ngày 21 tháng 2 giá VFS tụt xuống chỉ còn 5.08 đô la. Theo các điều khoản của thỏa thuận, VinFast sẽ phải trả 60.000 cổ phiếu phổ thông dưới dạng phí dịch vụ cho Ford. Theo giá hiện nay, thì tổng giá trị 60.000 cổ phiếu tương đương 300.000 đô la, tức 7,5 tỷ đồng. Con số này chiếm chưa đến 5% tổng số cổ phiếu đã phát hành và đang lưu hành của nhà sản xuất xe điện VinFast. Theo giới thiệu trên website Ford, được thành lập vào năm 2020, có nhiệm vụ giúp các family offices kết nối với nhau cũng như với các công ty tư nhân và đại chúng để cùng đầu tư, nghiên cứu, đào tạo và tổ chức các hoạt động từ thiện. Mục tiêu cuối cùng của Ford là xây dựng các mối quan hệ dẫn đến hợp tác đầu tư. Thứ hai, bình luận. Giá trị cổ phiếu VinFast trên sàn NASDAQ rung lắc trong thời gian qua và vẫn theo xu hướng giảm. Hiện giá cổ phiếu ở mức 5,25 đô la là mức quá thấp so với kỳ vọng. Và đây là hình 999 chiếc xe VinFast tại cảng Hải Phòng trong buổi lễ xuất khẩu được tổ chức hoành tráng, rầm rộ sang thị trường Mỹ vào cuối năm 2022. VinFast buộc phải tìm đến các kênh môi giới đầu tư mới như Ford Family Office với phí tổn tiền hoa hồng môi giới khá cao, chứng tỏ công ty này đang rất bí bách về vốn, cần huy động cho các kế hoạch phát triển của mình. Công ty vẫn đang lỗ nặng hàng năm, vốn lại thiếu trầm trọng không huy động đủ chi phí ngày càng tăng, kể cả chi phí huy động vốn, thì uy tín và giá trị thương hiệu rất khó tăng được. Điều đó dường như báo trước sự thất bại trong kênh huy động vốn đầu tư phi truyền thống của các nhà giàu. Mà Ford Family Office làm nhà môi giới, 300.000 đô la tức giá trị 60.000 cổ phiếu thì vẫn mất, cộng rất nhiều chi phí nữa để xây dựng quảng bá hình ảnh, giao lưu. Nhưng theo tôi, khó mà kêu gọi được giới siêu giàu rót tiền vào VinFast. Những giới nhà giàu này đã chán các kiểu đầu tư mạo hiểm, đầu tư cổ phiếu, trái phiếu và họ chuyển sang tìm các tài sản đầu tư thay thế phi truyền thống như tranh ảnh nghệ thuật mới và cũ, đồ cổ, rượu vang lâu năm. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Bí Vốn, VinFast buộc phải tìm đến kênh môi giới đầu tư với mức phí cao. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên YouTube và Facebook của Thời báo chấm đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới. Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Nhà hoạt động Phan Tất Thành tố bị tra tấn trong trại tạm giam. Ngày 21 tháng 2, AFA tiếng Việt cho hay, cựu quản trị viên Fanpage Nhật ký yêu nước tố bị tra tấn trong trại tạm giam. Theo đó, nhà hoạt động Phan Tất Thành Cựu quản trị viên của Penpay Nhật ký yêu nước nói với gia đình rằng ông bị tra tấn trong trại tạm giam của cơ quan an ninh điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh. AFA cho biết ông Thành, 39 tuổi, bị tạm giữ từ ngày 5 tháng 7 năm 2023, sau đó bị bắt tạm giam với cáo buộc tuyên truyền chống nhà nước theo điều 117 của Bộ luật hình sự. Trong ngày 16 tháng 2 năm 2024, cha mẹ ông Thành được gặp con trai ở trại tạm giam số 4 Phan Đăng Lưu, Việc ông Thành được gặp người thân dù chỉ qua một lớp kính dày là việc bất ngờ cho cả hai phía. Và đây là hình bản tin trên AFA. AFA dẫn lời bà Trịnh Thị Nam Mỹ, mẹ của Thành chia sẻ rằng Thành ốm lắm, theo tôi Thành có thể bị mất mười mấy ký. Nó tức công an trại tạm giam, bắt Thành phải mặc áo trong và áo ngoài dài tay và đeo khẩu trang. Chúng tôi cố quan sát để xem con mình có bầm dập gì không, nhưng chẳng thấy được gì dán đi thì yếu lắm, không được vững vàng. Thành nói, trong đó Thành bị tụi nó o bế lắm, tụi nó bắt Thành phải nhận những việc đã làm. Đánh đập con dữ lắm, nhưng con không nói gì hết. AFA cũng dẫn lời ông Phan Tất Chí, bố của Thành, cho biết, trước khi bị bắt, con trai ông mạnh khỏe, tập thể dục đều đặn và nặng khoảng 70kg, nhưng bây giờ nhìn ốm yếu và cân nặng chưa tới 50kg. Bà Mỹ không ngạc nhiên khi nghe con trai nói bị tra tấn trong trại tạm giam. Bà nói, bản thân tôi còn bị đánh nữa là Thành. Ngày 11 tháng 7 năm ngoái, nó gặp tôi với em nó thì nó nói con bị tra tấn dữ lắm. Lúc mấy giờ tôi thấy mặt của nó cũng có vết bầm. Và đây là hình nhà hoạt động Phan Tất Thành trước khi bị bắt. Theo AFI, sau khi bị bắt ngày 11 tháng 7 năm 2023, ông Thành trốn được ra ngoài, có gặp được mẹ và em trai. Ông Chí Tường Thuật, con trai ông kể rằng trước khi bị bắt giữ, với cáo buộc chính thức ông bị tạm giữ ở một phòng trong khách sạn ở đường Lê Văn Sĩ, phường 14, quận 3, bị công an trói vào ghế, bịt miệng rồi đánh đập. Vẫn theo AFA, ông Thành đến nay đã bị tạm giam hơn 7 tháng. Lần gia hạn tạm giam thứ nhất kết thúc vào ngày 7 tháng 2. Nhưng cho đến nay, công an vẫn chưa thông báo cho gia đình về lần gia hạn tạm giam thứ hai. AFA cũng cho biết, ngay sau khi con trai bị bắt, với cáo buộc chính thức từ công an thành phố Hồ Chí Minh, ông Chí đã liên hệ thuê luật sư Trần Đình Dũng để bảo vệ quyền lợi pháp lý cho ông Thành. Tuy nhiên sau đó, ông Thành đã từ chối luật sư do thiếu thông tin từ gia đình và cán bộ công an hứa sẽ cung cấp luật sư chỉ định. Và đây là hình trang chủ của fanpage nhật ký yêu nước. Trong buổi gặp ngày 16 tháng 2, gia đình đã giải thích cản kẽ cả, nên ông Thành đồng ý việc có luật sư bảo chữa. Ông chỉ cho hay con trai ông từ chối làm việc với phía cơ quan an ninh điều tra nếu không có sự hiện diện của luật sư. Ông cũng cho biết thêm, luật sư Trần Đình Dũng hứa sẽ xuất tiến đăng ký thủ tục bào chữa cho con trai ông trong tuần này. AFA cho biết thêm, theo một số nhà hoạt động, ông Phan Tất Thành có biệt danh là Black Aaron, thường xuất hiện trong các bình luận và tin tức của trang PanPay Nhật ký yêu nước, một diễn đàn xuất hiện từ khoảng năm 2010 cùng với các cuộc biểu tình chống Trung Quốc. Năm 2010, ông sang Thái Lan và biểu tình một mình trước đại sứ quán Trung Quốc ở Bangkok, trong khi các cuộc biểu tình trong nước thời điểm đó bị bắt bớ, ngăn chặn. Ông Thành trước khi bị bắt đã dừng mọi hoạt động xã hội và tập trung vào công việc chuyên môn về hậu cần, logistics. Thời gian gần đây, sự đàn áp của công an không chỉ nhắm vào những người đang có hoạt động nóng và nổi bật như trước kia mà họ nhắm cả vào những người đã dừng hoạt động hoặc những người chỉ viết một vài tệch không gây được nhiều sự chú ý trên Facebook. Điều này thể hiện mức độ gia tăng đàn áp đối với người bất đồng chính kiến, mà trường hợp của ông Phan Tất Thành là một trong số đó. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Nhà hoạt động Phan Tất Thành tố bị tra tấn trong trại tạm giam. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên Youtube và Facebook của Thời báo chấm để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất kim vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới